cần phải chế tạo một chiếc lốp thật tốt. Chúng ta phải làm một chiếc lốp từ thép có kết cấu đặc biệt bằng một công nghệ tiên tiến nhất. Đây sẽ là một dòng lốp thực sự phù hợp. Sản phẩm lốp ô tô toàn thép này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều thuận lợi, an toàn và hiệu quả, vì nó là kết tinh của trí tuệ và tâm huyết. Lốp ô tô toàn thép Kasumina Radiant, khởi đầu chuyển động. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Xe và Phong Cách. Thưa quý vị và các bạn, sau rất nhiều lời yêu cầu khán giả gửi về cho chúng tôi mong muốn chương trình giới thiệu về một chiếc xe Nextby ở phân khúc 300 phân khối, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến một chàng trai, một nhân vật rất là trẻ và sở hữu chiếc xe cũng đang được rất ưa chuộng. Chúng ta ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ anh ấy và xem là đó là chiếc xe nào. Kawasaki Z300 chính là phiên bản Nextby của người anh em Sportbike Ninja 300, bởi xe được xây dựng dựa trên nền tảng nguyên mẫu của Ninja 300. Z300 được sửa đổi một số chi tiết ở hệ thống khung nhằm tạo ra tư thế ngồi cao, thoải mái đúng nghĩa với một chiếc Nextby. Vì vậy, chiếc xe là sự kết hợp của phong cách Z-Series và hiệu suất của Ninja. Xin chào các bạn, mình là Phạm Minh Chính, chủ nhân chiếc Kawasaki Z300. Xin chào anh Chính. Chào Quang Đạo. Đầu tiên thì xin cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình. Trước hết thì anh Chính có thể là giới thiệu cho khán giả được biết là lý do vì sao mà anh lại sở hữu và lựa chọn chiếc xe Kawasaki Z300 này không? Mình có một cái niềm yêu thích đặc biệt với những chiếc xe Nextby. Thứ nhất là những chiếc xe này có tư thế ngồi khá là thoải mái, dễ di chuyển, dễ điều khiển. Thứ hai là cái chi phí sở hữu một chiếc xe Nextby bao giờ cũng hợp lý hơn là một chiếc Sportbike hay là một chiếc cào cào. Cá nhân anh Chính thì đã sở hữu chiếc xe này bao lâu rồi? Và anh có thể là giới thiệu tổng quan về nó cho khán giả được biết. Mình sở hữu chiếc xe này cũng được gần 2 tháng rồi. Thì chiếc Kawasaki Z300 này là chiếc được tính là phân khối lớn đầu tiên mình được sở hữu. Thì chiếc xe là khá là phù hợp với cái thể hình của mình. Với thể mình cao có trên 1m6 thôi. Cái thứ hai là chiếc xe được phân phối chính hãng, cho nên là cái phụ tùng thay thế hay là các cái đồ chơi cho xe nó cũng khá là sẵn và giá thành cũng hợp lý. Khi mà anh mua chiếc xe này về thì anh có thay đổi hay là thêm chi tiết nào hoặc là nâng cấp ở phần nào cho chiếc xe không? Mình có. Trước hết là mình thay cái bô Yoshimura R77 đây. Thì cái bô này nó có một cái rất hay là khi mà chạy tour máy cao ấy thì là nó khá uy lực nhưng mà nó không bị xé tiếng. Đi trong thành phố thì nó lại là rất là hiền lành. Mình đội cái mũ full face mà nói chuyện với người ngồi sau vẫn là được. Thế còn những chi tiết khác? Phần đầu xe mình có gắn thêm một cái kính chắn gió cao hơn cái kính zin. Đấy, thì chạy tốc độ cao nó đỡ được cái lực cản của gió vào ngực và phần cổ, chống đổ cho theo xe này. Mình có thiết kế lại cái phần vỏ xe là theo giống như cái mũ của mình đang đi đấy. Anh có nói là đây là chiếc xe phân khối lớn đầu tiên của anh đúng không? Thế trước đó anh sử dụng chiếc xe nào? Trước đấy thì mình đã từng dùng chiếc Exciter 135 đời 2013 và một chiếc FZ150i đời 2014. Tức là cũng giống như bao nhiêu biker khác đúng không ạ? Đầu tiên là đi từ những chiếc xe tay côn ở phân khối nhỏ trước đã. Sau đó là nâng cấp lên. Bản thân anh khi mà đi chiếc xe này anh cảm thấy nào? Dung tích xi lanh 300 phân khối thì nó cũng chưa phải là lớn. Chiếc xe này nó giống như là đi chiếc FZ mà với cái sức mạnh nó cao hơn một chút. Nhưng mà cái tư thế ngồi của nó là rất là thoải mái này. Và cái khả năng di chuyển trong phố rất là tiện lợi. Có nhiều người thì cho rằng này, nếu mà đã mua Kawasaki Z300 ấy thì tại sao lại không nâng cấp lên và mua hẳn một chiếc xe có phân khúc mà lớn hơn hẳn đi, ví dụ như là Z1000 chẳng hạn. Anh Chính thế nào? Đấy thì anh em bạn bè là cũng tư vấn, cũng khuyên là thôi tích lũy thêm một thời gian nữa thì cậu có thể sở hữu chiếc xe phân khối lớn hơn từ 600 đến 1000. Mình cũng đã trải nghiệm qua những chiếc xe như là Suzuki GSX-R 1000 hay như là chiếc xe đàn anh là chiếc Z1000 rồi, thì mình thấy là cái cảm giác lái của nó rất là thích, mà nhìn cái thiết kế xe cũng rất là ngầu. Tuy nhiên những chiếc xe kia chỉ phù hợp đi đường trường thôi, còn đi lại hàng ngày như đi làm hay là đi chơi trong phố thì nó hơi vất vả. Vậy trên chiếc xe Z300 của mình thì đâu là cái chi tiết mà khiến cho anh Chính là ấn tượng nhất? Ưng ý nhất là cái phần thiết kế đầu đèn của xe. Đầu đèn hình mắt cú, có cái... Tức là mình nhìn từ phía trước thì trông là khá là dữ tợn và hiếu chiến.
Cái thứ hai mình có lên cho chiếc xe, chiếc lốp cỡ lớn hơn. Đây là chiếc lốp Pirelli Diablo có size là 160. Chiếc lốp này cho mình một cái cảm giác đi đường dài rất là thích, cua hay là nó tăng cái độ đầm của xe khi mình chạy tốc độ cao. Khi mà nhắc đến phân khúc 300 ấy, thì trước đây là cá nhân Quang Đạt đã từng làm chương trình với chiếc xe là Bentley 302. Thì không biết là anh Chính thì đã trải nghiệm chiếc xe này chưa hay là có tìm hiểu về nó không? Anh có cái sự so sánh nào với chiếc xe Z300 của mình? Mình cũng có tham khảo qua thông số kỹ thuật của chiếc xe. Đấy thì so về thông số kỹ thuật thì hai chiếc xe nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Theo cá nhân mình thì Bentley 302 cũng là một cái chiếc xe có thiết kế khá là bắt mắt. Đặc biệt là cái tiếng bô của xe nghe rất là hay, hay hơn chiếc Z300 này. Chất lượng thì cũng không tồi mà giá thành thì cũng rất hợp lý. Tuy nhiên thì Bentley 302 này có cái chiều cao yên và cái trọng lượng xe lớn hơn Z300. Theo mình thì với những người có thể nhỏ thì nó không được phù hợp cho lắm. Cá nhân anh Chính khi mà điều khiển chiếc xe này thì anh Chính có cảm nhận như thế nào về nó? Đây là một chiếc xe có cái tính ứng dụng khá cao. Nó phù hợp với cái việc kết hợp đi lại hàng ngày và đi đường dài. Khi mà lựa chọn cũng như tìm hiểu về xe thì tôi thấy là anh Chính cũng là một người khá là cẩn thận. Thế còn về tính an toàn của chiếc xe này sao? Anh đánh giá như thế nào? Hệ thống an toàn được trang bị trên xe là có hệ thống phanh ABS được tích hợp trên cả phanh trước và phanh sau của xe. Khi mà mình chạy ở tốc độ cao mình cảm thấy khá là yên tâm. Cần phanh gấp thì xe nó không bị trượt ngang. Bây giờ thì Quang Đạo rất là muốn trải nghiệm và cảm nhận trực tiếp về chiếc xe Z300 này. Anh Chính có sẵn lòng không? Xin mời Quang Đạo. Z300 sở hữu ngoại hình nhỏ gọn hơn đáng kể nếu so với hai người đàn anh đình đám trong gia đình Z-Series, chiếc Z800 và Z1000. Ở phần đầu xe, Z300 sở hữu cụm đèn pha được tạo hình dáng mắt cú, dữ dằn khi nhìn trực diện. Bên cạnh là cặp đèn xi nhan rời to bản được sắp xếp nổi bật phía trên đèn pha thay vì đặt gọn gàng phía dưới như trên Z800. Thiết kế phần vỏ quay bên hông xe được vát khá góc cạnh cùng logo chữ Z. Trong khi đó, phần đuôi xe được thiết kế khá gọn gàng, vuốt cao nhưng vẫn lộ rõ vẻ góc cạnh và cơ bắp. Cặp xi nhan sau được đặt ở trên phần pad biển số, nằm phía dưới đèn hậu, cùng phần đầu xe được đưa xuống thấp, phần đuôi nhô cao. Z300 sở hữu một tổng thể hiếu chiến nếu so với nhiều mẫu Nextbike trong phân khúc. Thưa quý vị và các bạn, Quang Đạo vừa được trải nghiệm trên chiếc xe Z300 mà anh Chính mang đến chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên đánh giá về Z300 thì phải nhắc đến đó chính là ngoại hình mạnh mẽ và khỏe khoắn của chiếc xe này. Với những đường nét gồ ghề và rắn giỏi khiến cho chúng ta cảm thấy đây là một chiếc xe mang khối động cơ rất là vượt trội. Và khi mà đã bắt đầu điều khiển chiếc xe này và ngồi lên thì tiếp theo là phải nhận xét về cân nặng và chiều cao yên xe. Thì cân nặng của chiếc xe này chưa đến 200kg với chiều cao yên xe tương đối phù hợp cho vóc dáng của người Việt Nam. Khoảng độ 1m65 cho đến 1m7 là bạn đã dễ dàng chống chân một cách vững chãi rồi, có thể tiến lùi trong bãi đậu xe cực kỳ là dễ dàng. Và khi bắt đầu nổ máy thì âm thanh của động cơ Z300 thì không quá là giòn vang. Nhưng khi mà đã kết hợp với bô mà anh Chính độ thêm thì âm thanh này trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn hẳn. Với cái bô này thì kể cả đi đường phố hay là đi đường trường thì cũng khiến cho người lái có cảm giác là phấn khích. Và những người xung quanh thì cũng không cảm thấy khó chịu bởi vì tiếng bô không bị xé và không bị quá là gằn. Và khi bắt đầu bạn đi vào những bước số đầu tiên thì chiếc xe này cho thấy khả năng bứt tốc của mình rất là mạnh mẽ. Và càng lên cấp số cao hơn thì chiếc xe cho thấy khả năng sức mạnh là vượt trội hơn. Thao tác nhả hay là ga, nhả côn ga thì dễ dàng và thoải mái. Với góc cua của chiếc xe này thì dễ dàng điều khiển và xử lý các góc cua gấp ở trong đường nội đô với đường chật hẹp hay là đông dân cư. Hoặc thậm chí là khi bạn phải dừng đèn đỏ quá lâu và di chuyển trong đường phố nóng bức thì chiếc xe này cũng rất là dễ dàng và thoải mái. Trong phân khúc 300 thì có rất nhiều chiếc xe, nhưng Z300 đến thời điểm hiện tại thì cá nhân tôi thấy rằng đây là cái sự phù hợp với những người mà muốn lựa chọn là phân khúc 300 và là người mới chơi. Thì với giá thành cũng như là với động cơ này thì bạn có thể dễ dàng chinh phục trong một khoảng thời gian ngắn. Tiếp tục với câu chuyện ngày hôm nay thì anh Chính có thể chia sẻ về công việc hiện tại của mình, thì mình đang làm gì không? Hiện tại thì mình đang làm trong ngành xây dựng. Với chiếc xe Z300 này thì anh Chính đã có những kỷ niệm nào với nó rồi? Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình đối với chiếc xe nó không phải là cái trải nghiệm trên xe mà là với người thân của mình. Thì là khi mình mới mua chiếc xe này về thì người mượn xe chạy thử đầu tiên là bố của mình. Bố của mình là cũng gần 60 rồi và vẫn chạy xe được rất là thuần thục.
Bây giờ đi xe của chính mình thì có thấy sợ không? Xe chính mình thì tất nhiên là mình sợ những cái bất thình lình ở ngoài đường thôi. Đã khi nào mà anh gặp cái tình huống bất ngờ mà ngoài mong muốn của mình chưa? Mình cũng đã từng gặp một vài lần rồi. Ví dụ như là đang chạy trên một cái đường trống thẳng thì bất ngờ từ một cái đường ngách thì là có một cái xe đi ra, người ta cũng không có còi đèn gì. Đấy, người ta bất chợt đi ra một tốc độ cũng khá là nhanh. Đấy là nhiều lúc đấy là rất là giật mình. Như vậy là chiếc xe này cũng là người bạn đồng hành khá là an toàn với mình đúng không? Trên mọi cung đường. Anh đã chơi xe mô tô được lâu chưa? Mình chơi xe từ năm 2014, được hơn 3 năm rồi. Anh đánh giá như thế nào về trào lưu chơi xe hiện tại của các bạn trẻ tại Việt Nam? Đấy thì hiện tại thì mình thấy là cái việc chơi xe phân khối lớn nó dễ dàng hơn ngày xưa. Trước hết là việc sở hữu một chiếc xe phân khối lớn và cái cộng đồng chơi xe bây giờ rất là nhiều. Mình theo cảm nhận của mình ấy, thì là cái văn hóa chơi xe của giới trẻ bây giờ là đang có cái xu hướng khá là tích cực. Đấy, nhiều bạn trẻ bây giờ là có cái hiểu biết rất sâu về các hãng xe, thông số kỹ thuật của xe. Đấy, hay như là các bạn ấy cũng biết sửa sang máy móc này, rồi thông thạo các cái kỹ năng lái xe, xử lý tình huống trên đường. Thì đó là một cái nét đẹp mà mình cảm nhận được. Vậy thì ngoài sở thích về xe cộ ra thì anh Chính còn có những sở thích nào khác nữa? Ngoài đam mê xe cộ ra thì mình còn có cái sở thích là sưu tầm đồ cổ. Thế thì mình có thiên về sưu tầm một cái món đồ cổ nào đấy cụ thể không? Mình sưu tầm bật lửa cổ, cụ thể là chiếc Zippo. Có vẻ như là hai cái xu hướng này hơi khác nhau một chút. Một thứ thì là có vẻ như là hơi hoài niệm, nhưng mà xe cộ thì lại bắt kịp xu hướng. Bắt kịp xu hướng và cái công nghệ đi theo nó cũng phát triển. Nhưng có phải là nó là hai cái mảng đối lập trong con người mình không? Cũng không hẳn như thế. Bởi vì là cái xe thì nếu mà nói về chơi, vừa chơi mình cũng phải vừa phải sử dụng là phương tiện đi lại. Mà đã phương tiện đi lại thì công nghệ càng tốt và cái độ an toàn càng cao thì mình càng thích. Một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn anh Chính. Bây giờ thì chúng tôi sẽ có những cái thông tin tư vấn thêm cho cá nhân anh và cũng như là các khán giả. Bởi vì nhiều người khi mà lựa chọn xe thì họ cũng rất là băn khoăn và không biết là phải lựa chọn chiếc xe làm sao mà cho phù hợp bản thân mình nhất. Thì hôm nay thì sẽ có một vài lời khuyên cho khán giả, chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận rằng hình ảnh một chiếc xe mô tô phân khối lớn lướt nhanh trên đường phố sẽ thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nếu như bạn là lính mới đang băn khoăn lựa chọn chiếc xe nào cho phù hợp với bản thân mình thì hãy tham khảo những lời khuyên sau đây. Đầu tiên là lựa chọn một chiếc xe với chiều cao yên phù hợp với bản thân bạn, để khi bạn đun dắt chống đẩy thì cảm giác thật là vững chắc và có thể tiến lùi dễ dàng ở trong bãi đậu xe. Thế nên hãy lựa chọn một chiếc xe với chiều cao yên phù hợp bản thân mình nhất để bạn có thể dễ dàng di chuyển. Bởi vì quan trọng không chỉ ở tính thẩm mỹ mà còn phải tính an toàn của chiếc xe bạn nữa. Thứ hai, đó là chọn một chiếc xe với dung tích xi lanh phù hợp. Có rất nhiều lính mới để tăng độ gầu bản thân mình đã chọn một chiếc xe với dung tích xi lanh khá lớn. Thường là lựa chọn những chiếc xe trên 600 phân khối, nhưng bạn nên lưu ý rằng với những chiếc xe dung tích trên 600 phân khối thì đó là những chiếc xe dành cho những tay lái chuyên nghiệp đã có những kỹ năng điều khiển xe lão luyện rồi. Còn với bạn thì nên chọn những chiếc xe ở dưới 600 phân khối để bạn có thời gian trải nghiệm nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn và sau đó bạn có thể nâng cấp lên những dòng xe với phân khối lớn hơn. Thứ ba, đó là bạn lựa chọn một chiếc xe sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Nếu như nhu cầu là đi lại hàng ngày trên đường phố thì bạn nên chọn một chiếc xe với dung tích xi lanh nhỏ để có thể dễ dàng di chuyển trong những cung đường khó khăn ở đô thị chật hẹp này. Còn nếu bạn là người đam mê sự thử thách và vượt qua những chặng đường khó khăn thì nên chọn những chiếc xe dirt bike hay off road. Những chiếc xe dirt bike hay còn gọi với cái tên dân dã là xe cào cào. Chiếc xe này có thân hình khá cao và có khả năng bứt tốc mạnh mẽ. Với lốp xe rất nhiều rãnh, có thể bám đường rất tốt, bạn có thể trèo đèo, lội suối cực kỳ dễ dàng. Và hơn hết, đó là khả năng xử lý các tình huống với chiếc xe này thì cũng khá là linh hoạt. Ngày hôm nay thì với những tư vấn này, hy vọng các bạn đã có thể lựa chọn những chiếc xe phù hợp nhất với bản thân mình. Và hãy theo dõi chương trình của chúng tôi để có thể tích lũy thêm được nhiều thông tin hữu ích cho bản thân mình. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Chính đã đến với chương trình. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa, cũng như là nhiều kỷ niệm với chiếc xe này. Cảm ơn đạo. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website xevaphongcach.net. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Những chiếc xe này chỉ là phương tiện, bạn chính là tài sản vô giá. Hãy lựa chọn an toàn cho chính bạn, người thân và cộng đồng.
Romina, chuyên gia lớp xe ga. Mời quý vị và các bạn hãy truy cập website xe và phong cách .net để cập nhật thông tin về nhân vật tham gia trong chương trình xe và phong cách hàng tuần, khám phá những chiếc xe độc tại Việt Nam và tham gia đăng ký nhận quà tặng từ nhà tài trợ Kasumina.